Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên mục phòng chống tham nhũng lãng phí của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Trong chuyên mục kỳ này, chúng tôi sẽ tập trung phản ánh những nỗ lực của Hải quan Lào Cai trong việc đẩy mạnh phòng chống tham nhũng lãng phí, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ công chức viên chức. Như thường lệ, sau đây là những tin tức liên quan đến lĩnh vực phòng chống tham nhũng lãng phí thời gian qua. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua tại nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc phiên họp thứ 22. Tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, dự án luật phòng chống tham nhũng sửa đổi được rút khỏi chương trình sau khi thẩm tra cho thấy chưa đủ điều kiện trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp này, vì còn lấy thêm ý kiến của một số cơ quan chức năng. Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, chương trình phiên họp thứ 22 có điều chỉnh so với dự kiến, theo đó sẽ không xem xét việc lấy phiếu tín nhiệm, và việc này sẽ được tiến hành vào kỳ họp thứ 6. Bên cạnh đó, rút 3 dự án do chưa đảm bảo chất lượng chuẩn bị. Trong đó có 2 dự án, luật cảnh sát biển, luật quản lý phát triển đô thị được rút do cơ quan soạn thảo thẩm tra chậm gửi tài liệu. Dự án luật phòng chống tham nhũng sửa đổi được rút khỏi chương trình sau khi thẩm tra cho thấy chưa đủ điều kiện trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp này, vì còn phải lấy thêm ý kiến của một số cơ quan chức năng. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai vừa tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác giáo dục quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn trong Bộ đội Biên phòng Lào Cai từ năm 2017 đến nay. Hội nghị đánh giá trong năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai thường xuyên quan tâm lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường công tác giáo dục, quán triệt và triển khai các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của trên về công tác xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, chấp hành pháp luật, thực hiện hiệu quả đề án đổi mới công tác giáo dục chính trị ở cơ sở. Từ năm 2017 đến nay, tình hình tư tưởng, chấp hành kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy của Bộ đội Biên phòng Lào Cai đã có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ vi phạm kỷ luật của quân nhân có xu hướng giảm rõ rệt. Nhiều đơn vị đã chủ động và có những giải pháp cụ thể phù hợp với tình hình thực tế địa bàn nhằm làm chuyển biến tình hình chấp hành kỷ luật của đơn vị mình, tích cực phòng chống tham nhũng lãng phí và thực hành tiết kiệm. Công tác đảm bảo an toàn trong huấn luyện kiểm tra được chỉ huy các cấp quan tâm đảm bảo tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị, thường xuyên kiểm tra đôn đốc nhắc nhở cán bộ chiến sĩ khi đi công tác địa bàn, tham gia các buổi liên hoan gặp mặt, tiếp khách, quan hệ tiếp xúc với nhân dân, không uống rượu bia say, đảm bảo tác phong quân nhân và giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh, không để bị động bất ngờ. Công an tỉnh Lào Cai và Cục Hải quan tỉnh Lào Cai vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác phối hợp giai đoạn 2007-2017 và ký kết quy chế phối hợp mới giữa hai lực lượng. Theo đánh giá tại hội nghị thì trong 10 năm triển khai thực hiện, quy chế phối hợp giữa hai đơn vị đã đạt được kết quả tốt. Lãnh đạo Công an tỉnh và Cục Hải quan đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, quán triệt cán bộ công chức thực hiện tốt các nội dung quy chế. Công tác phối hợp phát hiện, bắt giữ, điều tra và xử lý đối với các loại tội phạm và người có hành vi vi phạm pháp luật giữa hai lực lượng đã được thực hiện chặt chẽ, kịp thời, đạt hiệu quả cao và theo đúng các quy định của pháp luật. Trong 10 năm qua, lực lượng công an và hải quan đã phối hợp bắt giữ, xử lý nhiều đối tượng, đặc biệt là tội phạm buôn bán hàng cấm như ma túy, pháo nổ. Công tác nắm bắt tình hình tội phạm ma túy trên khu vực biên giới, phá gỡ các điểm, tụ điểm, đường dây hoạt động vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy qua biên giới được thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả. Tại hội nghị, Công an tỉnh và Cục Hải quan Lào Cai đã tiến hành ký kết quy chế phối hợp mới giữa hai lực lượng trong đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, đấu tranh phòng chống tham nhũng. Ngày 12 tháng 2 năm 2018, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành quyết định số 413 QĐ-TCHQ về kế hoạch phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2018 của Tổng cục Hải quan. Theo quyết định, kế hoạch nhằm thực hiện có hiệu lực hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong ngành hải quan. Kế hoạch cũng xác định rõ vai trò trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị hải quan các cấp, Tổng cục, Cục, Chi cục, đội thuộc Chi cục và tương đương trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành đơn vị thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm kỷ cương kỷ luật tham nhũng lãng phí trong đơn vị do mình quản lý phụ trách. Cũng theo quyết định, việc triển khai thực hiện công tác phòng chống tham nhũng lãng phí phải bám sát vào nội dung của luật phòng chống tham nhũng, luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí và các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Đảng, Nhà nước, Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thưa quý vị và các bạn, với đặc thù là đơn vị thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với doanh nghiệp, hàng hóa và tiền mặt,
Vì vậy, để hạn chế tối đa tiêu cực phát sinh, thời gian qua, Cục Hải quan tỉnh Lào Cai đã tích cực triển khai công tác giáo dục, tuyên truyền nâng cao ý thức của cán bộ, công chức, người lao động trong việc thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục về nội dung này. Là đơn vị nòng cốt trong thực hiện thu ngân sách của Cục Hải quan Lào Cai, số lượng hàng hóa của các doanh nghiệp tham gia xuất nhập khẩu qua chi cục hải quan cửa khẩu Lào Cai là rất lớn. Ngoài việc thực hiện các giao dịch điện tử liên quan đến lĩnh vực xuất nhập khẩu, cán bộ công chức hải quan còn thực thi nhiều nhiệm vụ có tiếp xúc trực tiếp với doanh nghiệp, người kinh doanh. Đây chính là điều kiện dễ phát sinh các vấn đề tiêu cực tham nhũng. Trên cơ sở xác định rõ những nguy cơ tiềm tàng này, thời gian qua, thông qua các cuộc họp chi bộ, giao ban cơ quan, chi cục hải quan cửa khẩu Lào Cai đã thường xuyên thực hiện lồng ghép công tác giáo dục tư tưởng đạo đức cho đội ngũ cán bộ công chức của đơn vị trong thực hiện nghiêm túc các quy định về kỷ luật kỷ cương công vụ. Cùng với đó, đẩy mạnh thực hiện hiện đại hóa hải quan điện tử để có thể kiểm soát cán bộ một cách tốt nhất. Ngoài ra, đơn vị cũng đã thực hiện nghiêm túc hoạt động đối thoại với doanh nghiệp, qua đó có thể kịp thời giải quyết thấu đáo các vấn đề khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình kinh doanh của các doanh nghiệp tại cửa khẩu. Chúng tôi đã xây dựng những cái chương trình hành động và những cái kế hoạch cụ thể để giáo dục. Thứ nhất là về đáp ứng đầy đủ những cái kỷ luật kỷ cương hành chính cho cán bộ công chức và giáo dục rèn luyện bản lĩnh công tác cho cán bộ công chức, nâng cao cái trình độ chuyên môn nghiệp vụ để tránh gây phiền hà sách nhiễu, rồi nhiều các cái giải pháp đồng bộ cụ thể khác. Hiện nay tại cửa khẩu Lào Cai đang có gần 500 doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa. Để phục vụ ngày càng tốt hơn các doanh nghiệp, không để phát sinh các vấn đề tiêu cực tham nhũng, Chi cục Hải quan cửa khẩu đã thực hiện nghiêm túc quy định về công khai số điện thoại, đường dây nóng để người dân, doanh nghiệp có thể góp ý, tố cáo các hành vi sách nhiễu, nhận hối lộ của cán bộ công chức. Công khai minh bạch toàn bộ các bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đơn vị quản lý, tạo điều kiện tối đa cho các doanh nghiệp khi có nhu cầu thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu. Qua đó được doanh nghiệp đánh giá cao và góp phần quan trọng để thu hút ngày càng nhiều doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu đến kinh doanh tại địa phương, cũng như hạn chế tới mức thấp nhất các vấn đề tiêu cực tham nhũng của cán bộ công chức đơn vị. Doanh nghiệp ở Lào Cai cũng đã làm việc ở đây rất là nhiều năm rồi. Thì em thấy rằng là cán bộ ở đây thì cũng rất là nhiệt tình giúp đỡ doanh nghiệp và tạo điều kiện khi mà đúng tất cả các giấy tờ đầy đủ và hàng hóa đã tập kết tại bãi rồi thì việc mà giải phóng hàng rất là nhanh, giải quyết hồ sơ rất là nhanh và đúng theo quy định. Đội thủ tục là luôn luôn là cố gắng là tiếp xúc với doanh nghiệp là một cách là thoải mái nhất, có nghĩa để cho doanh nghiệp với cả công chức hải quan là như là bạn đồng hành với nhau trên tinh thần là hợp tác, có nghĩa là trao đổi hết sức là cởi mở để cả bên cơ quan hải quan cũng hoàn thành nhiệm vụ và doanh nghiệp thì cũng đạt được mục đích của mình là thông quan hàng hóa một cách nhanh chóng nhất. Trên cơ sở xác định rõ công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác chỉ đạo điều hành của Cục Hải quan Lào Cai. Những năm qua, Cục đã triển khai nghiêm túc các nội dung theo đúng quy định của Trung ương, đặc biệt là triển khai thực hiện hiệu quả quyết định số 413 của Tổng cục Hải quan Việt Nam về triển khai kế hoạch phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Trong đó tăng cường công tác thanh tra kiểm tra nội bộ và kiểm tra phòng chống tham nhũng tại đơn vị và các đơn vị trực thuộc. Xử lý nghiêm các cán bộ công chức có dấu hiệu vi phạm quy định. Và kết quả quan trọng nhất chính là sự đánh giá phản hồi tích cực từ phía người dân, cộng đồng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu đối với lực lượng hải quan Lào Cai. Cục Hải quan tỉnh Lào Cai chúng tôi vẫn tiếp tục thường xuyên duy trì cái đường dây nóng đấy, tiếp nhận những cái phản ánh của cộng đồng doanh nghiệp, của người dân và có những cái biện pháp kiểm tra xác minh cụ thể và có những hình thức xử lý một cách rất chính đáng. Việc thứ hai là cũng trong cái công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí ở đây thì chúng tôi thực hiện nghiêm túc cái việc công khai minh bạch các quy định về chế độ, định mức tiêu chuẩn, có quy chế làm việc. Thế từ đó thì sẽ đảm bảo cho được cán bộ công chức, chúng ta cán bộ công chức của Cục Hải quan tỉnh Lào Cai cũng đã nắm bắt được những cái minh bạch, những cái công khai trong quá trình thực thi nhiệm vụ quản lý điều hành ở tại cục. Thời gian tới, để tiếp tục triển khai một cách hiệu quả các chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan và địa phương liên quan đến hoạt động chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, Hải quan Lào Cai sẽ thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng đạo đức cho cán bộ công chức của đơn vị, tăng cường hoạt động giám sát, kiểm tra đột xuất nhằm phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện và xử lý kịp thời các sai phạm của công chức trong thi hành công vụ,
đặc biệt là ở các khâu nghiệp vụ nhạy cảm dễ xảy ra tiêu cực tham nhũng. Cùng với đó đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan để tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp, tổ chức cá nhân trong thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu, cũng như tạo sự minh bạch trách nhiệm tận tụy của đội ngũ cán bộ hải quan. Chuyên mục phòng chống tham nhũng lãng phí của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Lào Cai xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.